Xin chào các bạn, Audio Lab đang ở một nơi rất lạ mà lại rất quen. Năm ngoái thì chúng ta cũng đã cùng nhau tới đây rồi, nhưng năm nay thì sẽ tới một sự kiện rất đặc biệt của nhóm Audiophile Biên Hòa Đồng Nai Group. Bởi vì các bạn biết rằng những cột mốc đáng nhớ của một công ty hay một group đó là một cột mốc thành lập này 5 năm và 10 năm. Và đây là cột mốc 10 năm của nhóm Audiophile Biên Hòa Đồng Nai Group. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong để xem ở đây sẽ có những sự kiện gì. À, vâng, con chào chú Hiệp ạ. Mỗi dịp đầu xuân thì Biên Hòa Đồng Nai Group luôn có những cái buổi offline đầu năm họp vào đầu xuân. Nhưng hôm nay tại dịp này thì cũng là một cột mốc rất đáng nhớ của group khi mà chúng ta đã cùng nhau đi qua hành trình 10 năm rồi. Và bây giờ chú có thể chia sẻ cho bọn con và các độc giả của Audio Lab biết là cảm xúc của chú lúc này như thế nào được không ạ? Thì phải nói là trong cái quá trình mà 10 năm thành lập group á, thì cái kỷ niệm 10 năm á, thì nó rất gây một cái sự ấn tượng và rất cảm xúc khi mà tuổi chú thì cũng đã già rồi, thành ra mình không thể nào mà làm mà lâu được hết, thì phải có người họ tiếp tục. Thì cái cảm xúc của chú là rất là nuối tiếc nếu mà chia tay với group. Và cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình 10 năm đó là mà Covid hoành hành đó, thì phải nói là tổ chức nó rất mệt và rất sợ, vì lúc đó mà nếu mà không thành thì thất bại nặng lắm. Yeah. Nhưng mà may sao là mình lại thành công. Nói chung là cũng có rất nhiều kỷ niệm vui và cũng sẽ có một chút nuối tiếc khi mà chú sẽ không tham gia được nhiều nữa trong thời gian sắp tới. Nhưng con nghĩ là dù cho chú có lui lại một chút nhưng chú vẫn sẽ dõi theo các anh em và luôn luôn đồng hành cùng với group, đúng không chú? Vâng, đúng rồi. Lúc nào cũng đồng hành với anh em chứ. Dạ vâng, con cảm ơn chú ạ. Rồi, em chào anh Hà. Chào em. Đây là một cột mốc rất đáng nhớ của group Audio Biên Hòa Đồng Nai khi mà chúng ta đã trải qua 10 năm với 10 offline. Và em tin là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ còn nhiều những buổi offline hơn nữa. Và em muốn hỏi anh Hà một câu là trong năm tới đây thì anh Hà đã có dự định gì cho các cái hoạt động, và cũng như là anh đã có được danh sách là trong năm 2024 anh sẽ đi thăm các club nào chưa ạ? Thì thực sự là trong cái 1-2 năm cho đây thì nó về điều kiện kinh tế nó hơi khó khăn, cho nên là rút luôn luôn, nhưng mà tụi anh sẽ luôn cố gắng mà duy trì và phát triển lúc ngày càng tốt hơn. Và có cái là kế hoạch kế tiếp sẽ sau cái hậu mạng này, chắc là tụi anh sẽ làm một vòng, một cái tour audio đi thăm các thành viên và các audiophile cả nước. Dạ, một chuyến dạ. Để đầu xuân. Dạ dạ. Xuyên Việt đi thăm Audiophile cả nước. Dạ vâng, đây cũng là một hoạt động em thấy rất là vui. Chúng ta có thể kết nối cộng đồng rộng rãi hơn, nhiều hơn. Rồi, em cảm ơn anh Hà ạ. Rồi, cảm ơn em. Chúc Audio Lab năm mới nhiều sức khỏe và vạn sự thành công. Dạ vâng, em cũng chúc group mình ngày càng phát triển ạ. Rồi, cảm ơn em. Sau khi chúng ta đã cùng nhau phỏng vấn các anh tại nhóm Audiophile Biên Hòa Đồng Nai Group, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong để phỏng vấn các đại diện, các nhà phân phối, xem là hôm nay họ mang tới những phối ghép như thế nào và ý nghĩa của những bộ dàn đó như thế nào nhé. Dịp họp mặt của Audiophile Biên Hòa thì Yamaha Việt Nam mang đến những cặp loa mới nhất và những cái ampli analog cao cấp nhất của Yamaha tới cộng đồng Audiophile Biên Hòa. Thì đó là có cặp NS series gồm có NS600A, NS800A và NS2000A. Và cái hệ ampli analog cao cấp của Yamaha là S3002, S2002 và S1002. Cộng với những cái CD cao cấp như là CD S3000, CS-S2001 và cả hệ ampli receiver network RN2000A và những cái RN1000 series. Xin chào quý vị và các bạn, mình là Mạnh đến từ Nguyễn Audio. Hôm nay họp mặt đầu xuân Audiophile Biên Hòa Đồng Nai thì Nguyễn Audio mang tới giới thiệu một bộ dàn phối ghép giữa cọc và wavepedal, cặp loa
phiên bản kỷ niệm 90 năm của Wafadel. Thì hiện tại với bộ phối khép này thì Nguyễn Audo sử dụng nguồn phát là Hi-Fi-Ro RS150, rì cọc Ultima rì 2 và pao là Mono Block cọc Ultima rì 3. Cặp loa là Wafadel phiên bản kỷ niệm 90 năm. Cặp loa này thì made in 100% tại Anh Quốc. Em là Thắng. Hôm nay Hi-Fi Store có mang đến buổi họp mặt một hệ thống của Tây Cộng A. Thì đầu phát đang hiện đang dùng là dòng đầu bảng của hãng Tây Cộng A là MP3001HV và âm ly tích hợp PA3001HV. Cái đặc biệt của cái dòng đầu bảng này chính là cái công nghệ 2 voltage, tức là sử dụng điện thế cao. Cái ý tưởng này là được lấy từ cái triết lý của âm ly đèn, tức là nó sẽ khác với các dòng âm ly bán dẫn khác. Và Tây Cộng A muốn đem cái chất đèn đưa vào trong cái thiết bị bán dẫn để tạo ra một cái âm thanh nó có sự cân bằng tốt hơn, đáp ứng được những yêu cầu của những người nghe nhạc. Dòng loa Tây Cộng A mà hôm nay Hi-Fi Store mang tới là dòng Talis S300. Đây là cái loa có 3 đường tiếng. Để hỗ trợ cho nguyên một hệ thống này thì tụi em sử dụng toàn bộ những phụ kiện của Nọc Đót, bao gồm dây nguồn, dây tín hiệu, dây loa, ổ cắm và những cái thiết bị phụ trợ đi kèm, toàn bộ là của Nọc Đót để tối ưu hóa cái hệ thống này. Vâng, xin chào. Nay là tôi Hãnh Diện, tôi đang là đại diện của hãng loa Kép tại Việt Nam. Nay thì Kép trước hết là sẽ chính thức công bố nhà phân phối mới tại Việt Nam là công ty Streamcast. Đây là công ty Streamcast Việt Nam. Thì hôm nay đã tham dự cái buổi họp mặt đầu xuân của hội Audiophile Biên Hòa Đồng Nai, thì Kép cũng mang tới để tham gia giới thiệu tới các thành viên của hội. Hôm nay thì gồm hai dòng loa, một dòng loa đã là làm lên tên tuổi của Kép gần đây với các cái dòng loa wireless. Đặc biệt là dòng loa này là dòng loa RS50 wireless đang đứng top mấy năm liền tạp chí Wi-Fi. Còn cái thứ hai là hiện nay là đang giới thiệu một cái dòng loa mới nhất là em út của cái trong cái gia đình loa wireless. Đây là dòng loa RSXLT. Đây là dòng loa mới nhất với cái giá thành cũng thấp nhất để dễ dàng tiếp cận đông đảo người tiêu dùng hơn. Hôm nay là ngày họp mặt thường niên của Audiophile Biên Hòa Bình Nam Đức và cũng là ngày đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập group. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thành thật cảm ơn các anh em Audiophile từ mọi miền đất nước cùng với các mạnh thường quân và các shop audio đã ủng hộ và đóng góp kinh phí cho ban hội tồn tại và thành công đến ngày hôm nay. Chúc gia đình các bạn một mùa xuân tươi vui, an bình, hạnh phúc.